Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thành Đô và Nguyệt Quế sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Hôm nay chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cháy cửa hàng xe máy tại Bình Dương, thiêu rụi nhiều tài sản. Va chạm giữa xe tải và xe đạp điện, một người tử vong tại Đắk Nông. Nông dân thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp thành công với mô hình trồng hoa lan. Cha mẹ cần rèn luyện cảm xúc để tránh gây áp lực cho con là nội dung của câu chuyện cuộc sống. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, người giúp việc bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi. Gìn giữ nét truyền thống cho Tết Trung Thu qua các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Một cửa hàng xe máy nằm trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bốc cháy dữ dội vào sáng nay, khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng nay, cửa hàng xe máy nói trên bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn. Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng vẫn đóng cửa. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Còn trên lĩnh vực giao thông, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 20. Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 49B01031 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến đoạn thuộc xã Phú Lợi, huyện Định Quán thì va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 49C09786 di chuyển theo chiều ngược lại. Sau va chạm, ô tô tải lật ngang ra quốc lộ, nhiều hàng hóa trên xe rơi rải khắp mặt đường gây ùn tắc giao thông. Còn xe khách tông gãy trụ đèn đường và cột biển báo mới dừng lại. Sau tai nạn, tài xế xe tải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực. Trên đường đón cháu đi học về, xe đạp điện của người bà va chạm với xe tải khiến nạn nhân bị cán tử vong thương tâm. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, xe tải biển kiểm soát 60H02004 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông, Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua thôn 3 xã Trúc Sơn, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà NTT, 63 tuổi, ngụ thôn 1 xã Trúc Sơn điều khiển chở theo hai cháu nhỏ đang trên đường đi học về. Hậu quả bà T ngã ra đường bị xe tải cán tử vong, hai cháu nhỏ bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Rủ nhau đi chơi rồi tắm ở một hố nước sâu tại mỏ đá sau khai thác, hai nữ sinh ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An không may bị đuối nước tử vong. Chiều hôm qua, một nhóm nữ sinh khoảng 4 đến 5 em thuộc trường trung học cơ sở Trù Sơn đến khu vực làng hồ xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương để chơi. Tại đây, các em rủ nhau xuống tắm tại một hố nước. Trong lúc tắm, em CTH và NTHV đều sinh năm 2011, trú tại xóm 5 xã Trù Sơn, không may bị đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã quy động lực lượng cứu vớt các em. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong. Theo lãnh đạo địa phương, khu vực hố nước các em gặp nạn do một doanh nghiệp khai thác đá trước đây để lại, có độ sâu khoảng 7 mét. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải thành phố về tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Theo đó thì đơn vị này đặt mục tiêu hoàn thành công tác nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác thương mại vào tháng 7 năm sau. Trong báo cáo, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến thi công xong cuối năm nay, hoàn tất đào tạo nhân viên vận hành vào tháng 6 năm sau để tiến tới chạy thương mại từ tháng 7. Theo phương án, giá vé đi Metro số 1 đang được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, giá lượt sẽ áp dụng theo cự ly chuyến đi, thấp nhất là 12.000 đồng nếu khách đi từ 5 km trở xuống, mức cao nhất là 18.000 đồng với cự ly 15 km trở lên, vé tháng áp dụng mức chung là 260.000 đồng. Những ngày qua, tranh thủ trời nắng biển lặng, nhiều người dân ở huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh đổ ra đầm thủy triều thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa để bắt dời biển. Đây là loại hải sản mà các cơ sở nuôi tôm hùm thu mua để chế biến thức ăn cho tôm. Những ngày này tại đầm thủy triều, nhiều người dân từ Cam Ranh và huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa nhộn nhịp ra các bãi cạn ven đầm để bắt dời biển.
Do dề biển thường nằm dưới lớp đất hoặc dưới đáy đầm, nên người dân phải cào xới để bắt. Được biết, sản lượng dề biển sau khi bắt đều được các trại nuôi tôm hùm thu mua với giá từ 150 đến gần 200 ngàn đồng một ký. Bình quân mỗi ngày, người bắt dề biển kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng, nếu gặp may có thể lên đến cả triệu đồng. Là nông dân trồng hoa lan, hiện đang vận hành một hợp tác xã về hoa lan với 11 thành viên. Chị Liêu Thị Kim Phượng sinh năm 1986, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vinh dự trở thành một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Thành công chị đạt được ngày hôm nay có thể nói đều xuất phát từ tình yêu dành cho hoa lan. Năm 2018, nhận ra tiềm năng của giống hoa lan Dendro ở Việt Nam là rất lớn, chị Phượng mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình lai tạo giống hoa này. Chị thuê 200 mét vuông đất tại phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức để đầu tư trồng thí nghiệm. Để có thêm kiến thức, chị Phượng sang Thái Lan để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ sự tìm tòi học hỏi cũng như quyết tâm, chị Phượng đã đạt được thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã lai tạo được hơn 200 mặt bông, đặc biệt là các dòng Dendro nắng, Dendro màu, Dendro chớp. Cuối năm 2020, chị thành lập hợp tác xã Dường Lan Việt với 11 thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Hội nông dân thành phố Thủ Đức đánh giá mô hình trồng hoa lan tại hợp tác xã Dường Lan Việt là một mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu ở địa phương, đem lại thu nhập cao cho các thành viên, là mô hình phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng những mong muốn và sự kỳ vọng ấy đôi khi khiến cha mẹ không làm chủ được cảm xúc và nó vô tình lại trở thành áp lực cho con cái. Vì vậy, trong hành trình nuôi dạy con thì các bậc cha mẹ cũng cần học cách thấu hiểu. Trong đó thì việc quản lý cảm xúc là vô cùng quan trọng. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Xã hội ngày càng phát triển, cha mẹ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho con học tập để sau này tìm được công việc tốt, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống. Vì vậy, cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào con cái, mong con học tốt, trở thành người giỏi giang, toàn diện, là niềm tự hào của gia đình. Việc cha mẹ đặt kỳ vọng vào con cái là điều tốt, tuy nhiên, khi đặt niềm tin, kỳ vọng quá lớn sẽ dẫn đến việc không ít phụ huynh không làm chủ được cảm xúc, đã trách mắng, giận dữ khi con tiếp thu bài chậm hay bị điểm thấp hoặc không hoàn thành mục tiêu như kỳ vọng. Sau khi mỗi bước ra phòng thi thì điều mình đầu tiên mình mong muốn ở ba mẹ không phải là có làm bài tốt hay không mà là hỏi là con có mệt hay không và kiểu như là quan tâm đến sức khỏe của mình trước tiên. Đó, thì mình sẽ cảm thấy vui hơn là nếu như vừa ra thì ba mẹ chỉ quan tâm tới điểm số của mình. Cả một quá trình nỗ lực học thì không thấy, chỉ thấy có một cái bài thi là quyết định tất cả. Vì vậy cho nên nhiều phụ huynh đã không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Và khi mà nghe nói con không làm bài được hoặc là con nhắm chừng con được bao nhiêu điểm đó thì cha mẹ bắt đầu là không kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân mình, thế là trút hết cái tức giận lên đứa trẻ và làm cho đứa trẻ lúc đó nó rất là tổn thương. Sự kỳ vọng quá lớn từ cha mẹ có thể sẽ là hòn đá đè nặng lên tâm trí của con. Tùy vào tính cách, các em sẽ có những cách phản ứng khác nhau. Có em bên ngoài vẫn biểu hiện là đứa con ngoan, nhưng sâu bên trong là sự ức chế khó giải bày. Có em thì sẽ phản ứng lại. Tạo áp lực để con cái tập trung vào việc học tập và tránh cái tình trạng chảnh mạng trong học tập là điều tốt. Tuy nhiên đặt kỳ vọng quá lớn thì sẽ đưa đến những cái hậu quả rất là nặng nề. Nếu tình trạng này mà kéo dài đó thì các cháu có thể dẫn đến những cái áp lực rất lớn trong cái tâm lý của các cháu và có thể dẫn đến trầm cảm, có thể dẫn đến những cái hoang tưởng, hoảng loạn. Khi tức giận, cha mẹ dễ mất kiểm soát trong lời nói và hành động. Điều đó sẽ khiến con bị tổn thương và sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái dần trở nên xa cách. Đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng cho những người thân yêu nếu không làm chủ được nó. Vậy nên, việc phụ huynh
cần phải rèn luyện cảm xúc để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con. Dạy con phải phù hợp tính cách từng đứa trẻ. Thứ hai, hệ thần kinh và cái khả năng nhận thức của mỗi đứa nó khác nhau. Đó. Thì thế đó thì chúng ta mới có thể giúp cho con mình học hành tốt. Mình phải tự điều khiển cảm xúc của mình. Cái thứ hai, mình phải hiểu được là những cái cảm xúc tiêu cực như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Khi mình nhận ra được cái vấn đề về cái tầm quan trọng của cảm xúc đối với cái sự phát triển cơ thể, về cái đời sống tinh thần của mình, thì mình sẽ có cái cách để mình quản lý nó. Thì cái đầu tiên, cách rất là dễ dàng, ai cũng biết được, là khi nóng giận thì chúng ta hít thở sâu. Đó là cái biện pháp dễ nhất. Hít thật sâu và thở ra. Mình hít từ 1 đến 10 đếm thì tự nhiên cái cơn nóng giận nó cũng nguôi xuống. Hoặc là có thể đi uống nước, có thể nghe nhạc, có thể là đi dạo. Nên là có rất nhiều giải pháp để giúp chúng ta có thể bỏ đi những cái cảm xúc tiêu cực. Có 3 cái vấn đề mà các bậc cha mẹ cần chú ý. Thứ nhất là phải đồng hành với con. Đồng hành tức là cùng suy nghĩ, cùng chia sẻ những khó khăn, những niềm vui với các con. Thứ hai là phải cam kết tôn trọng và trao đổi với con hàng ngày. Và thứ ba là dành thời gian thực sự có chất lượng cho các con. Thấu hiểu được điều đó, nhiều phụ huynh đã luôn đồng hành, sát cánh cùng con trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là trong học hành, thi cử. Khi đó, cha mẹ có những cách xử sự phù hợp với những lời động viên, an ủi và luôn có cách khích lệ tinh thần của con. Nếu xử sự đúng đắn thì có thể đưa đến những cái hiệu ứng tình cảm rất tốt cho trẻ. Thứ nhất, đó là đưa đến cho trẻ cái cảm giác an toàn, tạo ra một sự gắn kết. Bởi vì hơn cái gì hết, đó là cái sợi dây của tình yêu thương, là sự gắn kết tốt nhất giữa mọi người, trong đó có cái quan hệ giữa bố mẹ và các con. Em cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất hạnh phúc khi mà được cha mẹ không nhắc gì đến việc mà bài tập bài con vừa mới thi như thế nào, mà chỉ là cử chỉ yêu thương. Sau đó có nhiều cha mẹ cho con nghỉ ra hơi thoải mái để con lấy lại năng lượng, con tiếp tục những bài trước. Rồi sau đó là một cái cách rất là tâm lý mà cha mẹ nên làm. Là để cho trẻ thấy rằng là sau những giờ căng thẳng ở trường, về nhà mặc dù đối diện cả đống bài tập, bài vở chưa làm, nhưng mà luôn luôn có được cha mẹ, có cái cảm giác yêu thương, chia sẻ, thì trẻ cảm thấy ngôi nhà vẫn là cái nơi bình yên. Con cái chính là tấm gương phản chiếu cách cư xử, hành động của cha mẹ. Vì vậy, việc quản lý và rèn luyện cảm xúc là điều cha mẹ cần rèn luyện mỗi ngày để nuôi dạy con cái. Việc rèn cách làm chủ cảm xúc bản thân, trẻ cần 1, cha mẹ phải cần 10. Vì vậy, nên giúp con giảm bớt áp lực từ cách thay đổi chính bản thân mình. Liên tục chương trình trưa nay là một số thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố vụ án khởi tố bị can người giúp việc bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi. Cơ quan chức năng triệt phá ổ nhóm sản xuất mua bán súng quân dụng với số lượng lớn. Giữ gìn nét truyền thống cho Tết Trung Thu qua các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hôm nay, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Giáp Thị Quyền Trang, 27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội để điều tra về tội giết người. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm. Quá trình điều tra, Công an xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Quyền Trang. Người phụ nữ này từng là giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc dẫn được người nhà thuê đưa đón cháu bé đi trường mẫu giáo. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Trang chạy xe máy đến trường học đón cháu Tê, rồi đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trang nhắn tin cho gia đình nạn nhân thông báo đã bắt cóc cháu Tê và đòi phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả cháu bé.
Sau khi xác định được hướng di chuyển của nghi phạm, Công an thành phố Hà Nội đã liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh truy bắt. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé T tại một ao cá ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở. Liên quan đến vụ việc, vào tối ngày 21 tháng 9, sau khi phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống, gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác minh thi thể nói trên có phải là Giáp Thị Quyền Trang hay không. Công an huyện Vân Hồ vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua, sinh năm 1964, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Khi bị bắt giữ, trên người đối tượng có một khẩu súng, 7 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng. Đối tượng Giàng A Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Giàng A Đua có 2 con là Giàng A Chứ sinh năm 1982 và Giàng A Giấu sinh năm 1989 đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về cùng tội danh, hiện đang lẫn trốn tại xã Lóng Luông. Quá trình bắt giữ, di lý Giàng A Đua, 2 con của đối tượng đã từ trên rừng nổ súng nhằm giải cứu Đua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phong tỏa kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình, không để các đối tượng chống đối cản trở. Sau đó, lực lượng chức năng đã di lý Giàng A Đua về trụ sở Công an huyện Vân Hồ. Tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Định, 45 tuổi, Lê Văn Ba, 50 tuổi và Nguyễn Quang Dương, 47 tuổi, cùng trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi giết người. Đây là nhóm đối tượng đã hành hung giả mang một người đàn ông trên quốc lộ tại Thanh Hóa, rồi lên xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Định khai nhận vào ngày 21 tháng 8 khi cùng với Ba và Dương đang ngồi trên xe tải đến khu vực Quán Dốc trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho rằng anh NDS, 31 tuổi, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe máy phía trước, không cho xe tải của mình vượt lên. Khi đã cho xe tải vượt lên, thấy anh S vẫn đi gần phía sau, nghĩ rằng anh S cố tình bám theo nên nhóm của Định xuống xe và cùng tấn công anh S khiến nạn nhân bất tỉnh. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum triệt phá một đường dây sản xuất mua bán vũ khí quân dụng với số lượng lớn. Trước đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm tại Kiên Giang, Bình Thuận và Kon Tum, bắt giữ 6 đối tượng, thu tang vật là 14 khẩu súng quân dụng, hơn 300 viên đạn các loại cùng nhiều linh kiện dùng để chế tạo súng. Các đối tượng khai nhận, từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay đã sản xuất và tiêu thụ gần 50 khẩu súng các loại. Đây là chuyên án đặc biệt đấu tranh với đường dây sản xuất mua bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế với số lượng lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Hiện, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đang tiếp tục chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, bắt giữ 7 đối tượng. Trước đó, sau thời gian điều tra theo dõi vào tối ngày 19 tháng 9 tại khu vực hàng rào bảo vệ của khu kiểm hóa hàng xuất khẩu, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam có ý định đưa 4 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công là 800.000 kiếp Lào, tương đương khoảng 1 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa cho biết, vừa phát hiện thu giữ hơn 10 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển qua địa bàn. Theo đó, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H68349 do Phạm Văn Ký, sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa điều khiển, đang vận chuyển gia cầm đông lạnh từ các tỉnh phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế khai nhận trên xe chở 10 tấn gà đông lạnh. Số hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã bị cơ quan chức năng thu giữ để làm rõ và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của nhiều người Việt Nam thì hình ảnh Tết Trung Thu thường gắn với những biểu tượng quen thuộc như là mâm ngũ quả, bánh Trung Thu, đồ chơi Trung Thu, tục rước đèn và phá cổ trong trăng.
Ngày nay, với sự biến đổi của nhịp sống hiện đại, nhiều nét xưa đang dần thay đổi và thậm chí là bị mai một theo thời gian. Cũng chính vì vậy mà trong những năm gần đây, dịp Trung thu đến, thì các di tích trên địa bàn Hà Nội lại chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình tái hiện nét xưa, lan tỏa những giá trị truyền thống đến các em nhỏ. Năm nay, lần đầu tiên ở di tích Hoàng thành Thăng Long hội tụ trên 10 mẫu đèn Trung thu cổ bị thất truyền. Trung tâm đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn Trung thu xưa phục dựng, trưng bày, phục vụ du khách đúng dịp Tết Trung thu. Các cái đèn kéo quân, rồi đèn con cua là những cái đèn mà lâu nay đã bị thất truyền. Tôi mong muốn là có thể đem tới những cái không gian trải nghiệm truyền thống mang tính xưa cũ cho trẻ em và nhân dân thủ đô có thể trải nghiệm thêm một lần nữa trong cái không khí Trung thu truyền thống tại khu di sản. Các mẫu đèn được phục dựng dựa trên các nguồn tư liệu quý của các nhà nghiên cứu nước ngoài và sách kỹ nghệ người An Nam. Với nguyên liệu truyền thống như giấy gió, giấy nhiễu, giấy bóng kính, nan tre, mây, hồ dán, các nghệ nhân đã phục dựng những mẫu đèn con cua, con cá, con tôm. Sử dụng con cá ngày xưa, làm nó không như con cá và hàng mã. Mà con cá ngày xưa làm nó bằng tre, làm hình nó giống con cá thật và dán bằng giấy gió. Thế về sau này chúng tôi dán bằng giấy gió, sau đó chúng tôi chuyển sang dán vải. Khu vực Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chủ hoạt động ký ức mùa trăng 2023 cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa, điểm hẹn giáo dục di sản cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Trung thu tới đây. Mỗi góc nhỏ là một hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tương tác các phong tục đón Tết Trung thu gắn với truyền thống học hành, khoa cử. Điểm nhấn của chương trình năm nay thì có chủ đề là Lý Ngư Vọng Nguyệt, cá chép vượt Vũ Môn. Trong cái hoạt động này thì chúng tôi có tất cả những cái hoạt động, và mỗi một hoạt động cho các con có những cái trải nghiệm, có những cái cuộc tranh tài, và mỗi một con hay là mỗi một người tham gia chương trình mà thắng cuộc thì đấy cũng là những con cá chép vượt Vũ Môn. Đấy cũng là một cái thông điệp để hướng đến là trong một cái cuộc sống như bây giờ thì chúng ta cần luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, học nữa học mãi. Mình ý nghĩa được cái việc là cho các con ra ngoài đi trải nghiệm là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với không chỉ thế hệ mầm non mà với tất cả những cái thế hệ khác để giáo dục về truyền thống trong cái ngày Tết Trung thu của các con. Đến thời điểm này, không khí Tết Trung thu đã rộn ràng. Thông qua các hoạt động, các điểm di sản mong muốn lan tỏa nét đẹp đón Trung thu theo nghi lễ truyền thống, khẳng định sức sống một cách bền bỉ, dung hòa với cuộc sống hiện đại. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp.